Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệt phá một đường dây môi giới mua bán dâm thông qua các website đen. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hoạt động chứa chấp mại dâm tại một số nhà nghỉ, homestay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự phát hiện đứng sau hàng loạt các bộ ảnh khỏa thân của gái bán dâm trên các web đen là Trương Văn Tiến, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, tháng 6 năm 2024, Tiến truy cập vào các trang web đen, liên lạc với ban quản trị để được cấp nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, thông qua các trang web này, đối tượng nhận quảng cáo cho các gái bán dâm bằng các đăng tải hình ảnh khỏa thân, thông tin cùng số điện thoại liên hệ và nhận tiền từ những đối tượng này theo tháng. Trung bình, các gái bán dâm sẽ trả cho Tiến từ 3 triệu đến 8 triệu đồng một tháng, tùy theo độ hot. Nếu gái bán dâm muốn hình ảnh của mình được ra trang chủ, tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và nhận nhiều đơn đặt hàng thì sẽ trả khoản tiền cao hơn cho Tiến. Hàng chục cái bán dâm đã trở thành đối tác của tú ông này. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã làm rõ vai trò của Đỗ Trọng Quý, sinh năm 1980, trú tại ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, chủ Homestay Star và Lò Văn Bình, sinh năm 1989, trú tại thôn Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa là lễ tân của Homestay Star trong đường dây môi giới mua bán chứa chấp mại dâm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới và chứa chấp mại dâm, tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tiến, đỗ trọng quý và lò văn bình đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật